Đây, dạ xin chào khán giả Khương Vừa Con. Dạ con. Bữa nay Khương Bích trà sữa đang ở đâu? Hả? Con đang nghỉ. Con đang ở đâu? Trời ơi mê luôn rồi quý vị ơi. Bữa nay về dưới nội là được một đang mùa trái cây ăn nhãn. Ăn thấy mê không? Ăn nhãn ăn dâu. Trà sữa được cái cũng dễ nuôi. Ăn cái đó vậy dục rồi hả? Sao hết? Con hái con mời vợ lại đất mà. Con mời nội trái đi. Con mời nội trái đi. Này. Sao? Đây. Mời cha ăn trái đi. Cảm ơn gái. Vui quá. Con vui không? Nè trà sữa nãy giờ trà sữa phụ hái dâu với con vừa nữa vậy. Trái này trái gì nè? Trái này trái gì? Đâu. Trái dâu. Dâu. Trái này trái gì? Trái này trái gì? Mang cục. Trái nhãn. Để cho lao tay con. Trái nhãn. Nhãn không? Thích không? Nè, đây là quý khán giả nè, cây dâu trái nhiều nè quý khán giả. Nè, xin giới thiệu khán giả Khương Vừa Con nha. Đây là dâu nè. Dạ. Đây. Đây quá trời quá đất. Thì dâu mê không? Oh. Đây là nhiều cây lắm, ở đây có mười mấy cây luôn. Nè, cầm này đi. Nè, sửa ra hái dâu cho cha nè. Nè, sửa ra hái dâu con. Đem lại bỏ vô vỏ nha con. Dạ. Hái dâu hai đứa bỏ vô vỏ nè. Nó biết mà. Qua đây con, chết. Hái dâu hái nữa. Con đứng đây nè. Hấp thêm cái cây nữa. Rồi. Để cho hái dâu rồi thì dẫn chuyển lên anh giỏi nha. Cái hái đi con cũng cầm lựa cậy luôn. Rồi. Nè sữa. Chào Bin. Lại làm mấy rồi. Nè đưa em đi ăn xong sạch đi. Đưa em. Cái gì con? Không thấy đường hả? Mày cầm lại nè. Đó. Đem dâu lại đắng đi. Rồi coi quay theo sữa lấy dâu nè. Đây là trái gì? Chào khán giả đi, hỏi khán giả ăn không? Ăn nha. Nhìn nhìn, ngon quá. Con đem lại mẹ đi. Đem lại mẹ đi. Đem rồi được ở đâu con? Đã không sữa? Đã. Đây lại đây lấy nữa nè con. Dạ đã. Nè, nhìn lên. Con ăn gì nữa? Lại đây xách dâu giùm cha nè, hái phụ hái dâu nè. Ngon nhanh không? Hả? Nhanh. Nhanh quá hả? Từ từ lấy sữa à. Cho con hả? Cha thấy sữa đi hái vườn dâu rồi cha mệt quá. Điệu đà quá. Cho con. Từ từ. Nè sữa. Cha. Cha. Rồi sửa đi nha. Nhanh không? Nhanh. Nhanh chưa? Nhanh chạy cái dĩnh nhanh đó. Mà cái gì? Mò có làm gì đâu. Rồi đi đâu vậy? Tại không vậy? Đi bên đây nè. Đi qua nổi kìa. Đi đâu vậy? Lũi lũi. Qua bên nội kìa, đem dâu qua cho nội. Kêu nội ăn đi. Ba nội ăn đi. Âm kêu hoài chứ. Ờ cái hoài không ăn. Nội ăn cái hoài. Ờ kêu hoài luôn hả con? Coi nhanh lên đây nè. Cho nội không ăn. Dạ được không? Hoài. Từ từ con. Rồi. Ừ. Sao hả? Sao bà nội con la bà nội vậy? Dạ đưa rồi. Nè con, sao con la bà nội vậy? Lụm lên. Này lũi lũi hồi sau bắn cái mồi luôn. Đấy, đi vui, trải nghiệm nè con. Đó, hai cái nhau chùm này không tới chịu chưa hết luôn vậy. Vậy? Chùm kia kìa con hai. Ừ. Trời ơi, các bạn đi hái dâu, chùm dâu, thu hoạch dâu rồi. Mệt. Mệt. Rồi, cái này là trà sữa hái dâu, phụ cha hái dâu luôn để mang lên Sài Gòn để tặng cho bà con cô bác mua sầu riêng á. Ai mua sầu riêng Khương Vừa sẽ tặng dâu. Trời ơi. Nè con,
nè, chùm này nó giữ nha. Đây. Trời ơi nó đã không? Kêu nội ăn hay con? Nội con. Ăn kêu hoài. Kêu hoài. Qua đây nè, đi không biết đường đi hết trơn à. Ừ con đi đường này luôn. Bé đi qua đây con. Rồi gãi cây cây đinh lăng của người ta rồi. Đinh lăng bị tàn phá. Qua đây sửa. Làm con sào quăng đó hoài vậy. Hai người chừng nào vậy mới xong mất cái dâu. Từ từ. Dạ. Cha mắc mệt sữa quá. Con nhanh tốc độ nè. Nó mà đi bên đây coi. Cũng vừa quay mà vừa dịnh. Đưa con, đưa con, đưa con. Trời ơi thiệt. Mắc mệt bà bố ơi, đi giường mà mang dép vừa áo. Câu giường. Câu áo này ra nha. Dạ. Cởi áo này ra đi. Thôi thôi mà. Không có đâu. Thôi mặc vô con để sâu bắn con. Mặc đi. Nóng đổ quá. Máu luôn á. Nóng đực quá. Sâu bắn đổ máu luôn á. Đổ máu không đổ lệ. Qua đây qua đây. Để vỏ con ơi. Nè sữa. Nè. Để vỏ gần gần lại tụi con. Nè. Để vỏ đi đi. Tụi con đi bắt mệt. Để vỏ vào vô. Đi đâu. Để hái sữa đây. Nè. Đây hôm nay trà sữa về phụ cha thu hoạch dâu nha quý vị nhà đó. Thôi đừng bên. Té em con. Em té. Em té em có sao không? Ừ. Em có sao không? Em té rồi thấy không? Em đi mất mệt quá. Em cậu quật tục quật em đi. Đừng con. À. Mệt quá. Đường nào? Đây. Đường đường thôi đường đường kia. Đường. Đó, sữa quấn đi. Đó, sữa đi, đừng có đạp cây đinh lăng nữa. Con ăn không sữa? Con ăn thử trái không? Con thôi con chùm nó. Ăn thử trái dâu đi. Con chùm nó đi. Kêu nội bẻ cho con trái thử ăn thử ơi, con ăn thử ơi, con cho con coi. Quay qua khán giả kìa. Quay khán giả kìa. Ăn cho khán giả thấy coi. Chua hả? Đó. Đi đâu cháu? Thôi để đi vô đường này mà con. Ăn đâu đâu? Quay qua đây cho ta thấy đường nè. Đi mất mệt quá vậy. Cái cây đinh chĩa nè. Cây đinh đinh lan. Chua. Chua hả? Rồi quay qua đây ăn cho khán giả thấy cái sao giấu mặt vậy? Nãy giờ sao ăn hoài vậy? Không có đường đi. Đi đạp tất cả cây đinh lan luôn rồi kìa. Không có đường đi nè. Sao vậy con? Mày đừng có làm, ủa đừng có trồng cây đinh lan nữa. Sao hả? Ăn sao vậy? Rồi, đấy, cái khác đăng. Nè. Nè, cái này nè. Cái này ngon hơn. Ăn mà không bệnh. Sao hả? À, lấy ăn kem thôi, ăn kem lấy không được. Nhìn tôi quăng đây, chú không nè. Mặt tóc có cậu à. Đúng rồi. Cái một chùm nữa, ba chùm nữa. Ba chùm nữa, cậu ăn cái rồi. Làm gì vậy sữa? Em ba chùm nữa. Một, hai, hai chùm nữa. Thôi, cho mệt rồi. Bốn chùm. Rồi. Sữa ăn coi. Trời ơi, sữa ăn kìa. Thế Vĩnh ăn ngay, Thế Vĩnh. Không, chưa thấy ăn này. Ngon cái. Ngon mà. Mẹ. Đó. Mẹ. Trà sữa lấy cho con coi. Nhìn em. Cho con chùm cuối cùng đi. Mà chùm nhiều quá nha. Chùm nhiều quá. Để ăn đi. Nhiều quá. Cậu ai có rồi. Ăn đi. Phải một chùm nhiều. Ăn đi. Ngon bỏ miệng luôn ăn. Không lộ không gì bỏ. Ngon sữa. Có thể cái này chứ. Thôi rồi đợi đây rồi. Rồi xiên vô sữa ơi. Nó biết liền. Rồi nó ăn cái dâu rồi. Nó lượt. Nó bỏ hộp. Không biết ăn không? Nó bỏ hộp. Biết hộp không? Đúng rồi ăn phải nhai hộp chứ.
mẹ thường thường ta nuốt hột, ăn nuốt hột ăn bụng. Trời trời trời. À. Lắm. Vớt xong rồi nè, đi đâu đó vậy? Út le lu lên cái út. Trời ơi. Cái vẫn đi. Chỗ này thật là hẹp, khó quay quá. Đi vô. Đi vô con, vô cho vô nè. Thôi đi ra đi con. Cái vẫn đi. Đi ra đi. Giữ chị em tốt. Cái vẫn đi. Thôi không hái vô trong hái. Vô trong hái. Dọn vô đi. Nè. Để cho sách vô nè. Dẫn con đi. Mẹ đi cái bò nè, bò. Mẹ dẫn nó vô mẹ, coi cho sách vô mẹ. Con có thể đi được. Té nhỏ nè, lăn cù nè mà nổi. Xong đi dắt nó nổi. Lăn cù. Lăn cù. Từ từ đứng lại, đứng lại để nội dắt đi nè. Nội dắt đi cha mẹ sắp đặt. Mẹ dắt rồi. Mẹ đưa con ám lấy nó cho mẹ nhé. Đi con hỏi nha con. Mà cháu lăn cù xong rồi mang đi dắt đó. Đi ra vườn cái cây. Ấm lên đi rồi ơi. Này ấm nổi. Ấm nó lên con cái đây. Này ấm nổi. Đây con ấm cho. Đây đây con ấm, ấm lên. Ấm nổi ấm có được. À quên nồi nồi mới. Quay gì ngay ngay rồi út. Cảm thấy đường coi. Gió rét rồi. Băng rừng suối. Thôi chị ơi. Dép nó nè mẹ ơi. Đây. Đau chân. Đây con nằm cho. Rồi con ngồi đây đi cho ba cha mẹ xách cho. Thôi ngồi xách không được, không nổi rồi. Trời ơi, quẹt cái chân. Con quét rồi. Đây chạm, đây chạm. Để cho bầm cho. Cho bầm người cho xách luôn. Quẹt cái chân nữa. Rồi vô, đi. Gia đình mình đi vô thôi. Đi hái dâu. Bữa nay là về quê thu hoạch dâu lên. Đi trước đi không? Đi kẹo đâu vậy? Đường đó cho nhảy đó. Đường đó cho anh nhảy. Được. Con còn nhảy được nữa kìa. Đi. Đi né ra cho nhảy đi. Qua. Đi qua con. Trời hai này làm gì cả. Ở đây đi nước vô không vậy? Quá mệt rồi quý vị ơi, đi đi theo sữa đi. Chào giả đi con. Chào giả đi con. Rồi, chép rồi đó. Chép rồi. Lấy sách hộ anh đi mày. Nằm nó coi. Con cầm. Thôi để nó cầm đi. Thôi rồi cảm ơn khán giả đi. Chào tạm biệt khán giả đi. Cảm ơn ông bà. Ông bà cho chú ăn gì? Các em xin chào. Thế Vĩnh chào kìa. Chào khán giả. Dạ quý khán giả có ai ăn dâu không? Chờ sửa gửi cho anh nè. Dạ cảm ơn quý khán giả rất nhiều nha. Chào tạm biệt khán giả hàng lại giả trong video theo. Bye bye mọi người ạ. Bye bye.